xe tải nhau. Sơn trong cái lồng dè luôn á. Dè về nó khô ráo rồi thôi chứ đâu có gì đâu. Sắp bông lại luôn. Từ từ nha. Cua ba si 2m7. Chạy ra là 2m1 luôn á. Nếu mà đo phủ bì nó 2m1 luôn. Về dưới cái gì An Giang anh? Thốt Nốt hả? Hội Sơn An Giang. Kết rồi, mua nhanh gọn lẹ. Đó, chỉ là giá cả thương lượng với nhau thôi. Máy chạy im ru. Không biết bữa thay nhớt rồi để hỏi thử về khỏi thay. Còn chưa thay về thay thay rồi, họ thay thì đa số là thay hết rồi, nhưng mà sợ có nhiều xe quên không thay á, sợ về nó xài mất công. Thì tới cho anh hai cục tạ đó. Đó, hai cục tạ đi, bỏ lên xe về đó, muốn bắt vô đó bắt. Đèn sáng hết rồi. Lên đường phải không? Anh em nào đến sau thì kiếm xe khác. Không gì mà qua cu ta đùi thẳng á. Có thằng nào lại? Khô ráng à, anh hỏi yên tâm đi. Mấy cái đa số mấy cái đùi với mấy cái cầu về kiểm kỹ lắm để khỏi chảy nhớt ra xài sau này nó hư bi hư khót rồi.
được cái nước sơn rinh bên trong, giờ có bụi cỡ nào chùi sơ qua một cái là xịt nước sơ qua cái là ra hết, máy liền quăng ra lên ha. Rồi chạy rồi, để nước xanh vô luôn thôi chứ về xài đi vô phải không? Về là chạy đó, về bây giờ sắp bông lại làm đuôi sới cho nó nghiêm chỉnh, nó cứng cáp lại một cái là bỏ xuống đồng là quất thôi. Giờ về là vô, chuẩn bị vô vụ lại chứ ta, vô vụ à? Rồi năm 2070 về Hội Nghĩa An Giang luôn nha. Đó, cho anh thêm một can dầu nữa. Xài F46 không biết chừng nào hư nó, thiệt công luôn. Cái nào anh? Keo dán luôn, keo dán là keo gì? Keo hai mặt á. Anh xài F46 nó có nhiều ưu điểm nè, ba máy động cơ lớn nè, ba số sới này nó nhanh to nè, chạy nhanh nữa. Đồ nó hư lắm, không có hư giặt cái gì hết á, chỉ có đổ dầu đổ nhớt vô là xài thôi.